Này cô kia, đường thẳng thế này cô lại đâm vào đít xe tôi. Xước sơn rồi, đền tôi 2 triệu đi. Anh phanh gấp thì làm sao mà tôi biết được? Không bà ra cái vào nữa, gọi công an đi. Rõ ràng là cô đâm vào đít xe tôi, cô lại gọi công an. Tôi gọi công an thì liên quan gì đến anh? Coi như là hôm nay tôi đen, tôi bỏ qua thôi cô. Việc nào ra việc nấy, cứ gọi công an để giải quyết. Cô bị điên à? Bây giờ thế này, tôi đưa cô ít tiền là được chứ gì? Người nào gọi công an đấy? Tôi báo đây, ngay từ đầu vừa nói gọi công an, anh đã hoảng hốt lên rồi. Lúc sau, chẳng những không đòi tiền mà còn đền ngược lại cho chị em tôi nữa. Rõ rành rành anh đang sợ công an nên vội vàng bỏ đi. Còn nữa, cô gái kia luôn ra hiện cho chị em tôi. Tôi đoán không nhầm thì cô ta đang bị anh bắt cóc có phải không? Công an đến rồi đấy, anh chạy nhanh một kịp. Các bạn nhỏ ơi, nếu trong cuộc sống gặp những chuyện ngoài ý muốn thì các bạn hãy báo công an nhé. Bởi vì nhỡ đâu một cuộc điện thoại của bạn có thể cứu được một mạng người đấy. Ê cu, em đang chơi một mình à? Cho anh chơi với. Được ạ. Chuyện đây. Nóng quá, uống nước nghỉ ngơi đã, rồi chơi tiếp, uống đi em. Em cảm ơn ạ. Nắp chai này trông có vẻ như đã bị mở ra, màu nước có gì đó không ổn. Chú này tại sao cứ dùng mình uống nước chứ? Không được, có nguy hiểm. Anh ơi anh, em cũng chuẩn bị nước rồi ấy. Em cảm ơn anh nhá. Các bạn nhỏ ơi, kỳ lạ cho chúng ta nước, chúng ta nhất định không được uống nhá. Phải thật cảnh giác đấy. Tôm ơi Tôm, cháu nhà không Tôm ơi? Chú là ai đấy hả? Chú là đồng nghiệp của mẹ cháu. Mẹ cháu vừa tan làm thì nhờ chú có đón cháu qua công viên chơi đấy. Sao mình chưa nghe mẹ nói gì về hôm nay đi công viên nhở? Chú này hình như mình chưa từng gặp bao giờ. Miệng thì luôn nói vừa mới tan làm. Sao không mặc đồng phục của công ty nhở? Đi xe từ công ty của mẹ về đến nhà cũng hết một tiếng. Chú này làm sao có thể đi nhanh như vậy được? Không ai rồi, có nguy hiểm. À chú ơi, mẹ cháu họ Lê hay họ Nguyễn là chú? Mẹ cháu họ Lê đúng không? Vậy đúng rồi chú ạ. Chú chờ cháu thay quần áo nhá. Mẹ cháu họ Trần mà chú. Chú lừa đảo à? Alo chú bảo vệ à? Chú lên ngay nhá. Có một kẻ lừa đảo đang định bắt cóc cháu. Các bạn nhỏ ơi, khi có người lạ muốn lừa các bạn ra ngoài thì các bạn phải thật cảnh giác nhá. Và nhớ tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Có bệnh gì thế em? Em đau bụng quá mà ở đây khó bắt xe. Chị cho em đi về nhà được không ạ? Ừ, em lên đi. Chị ơi, chị đi đường này giúp em nhá. Bụng quá. Em đau như thế hay để chị đưa em đi bệnh viện nhá. Không cần đâu chị ạ, em về nhà là được rồi. Em cảm ơn chị nhá. Ôi à, tôi đau bụng quá. Hai người tự giải quyết với nhau đi, tôi không biết gì hết. Cô kia, này. Này cô, cô đừng hòng trốn tránh trách nhiệm nhá. Tại cô kia cơ mà. Cô kia là làm thì cô phải chịu. Ngày hôm nay cô mà không đến tôi ý, cô không đi được với tôi đâu. Mánh khóe của anh cũng bị tôi nhìn thấy rồi. Chân của anh rõ ràng đau như thế, tại sao có thể đứng lên một cách nhanh chóng? Cô gái kia rõ ràng đau và nhất định phải đi tuyến đường này. Trên tuyến đường này rất vắng, tại sao tự nhiên xe anh lại phi đến? Rõ ràng hai người là đồng bọn, cùng nhau dàn cảnh để ăn vạ lấy tiền. Nhớ mặt tao. Các bạn nhỏ nên chú ý khi mở cửa ô tô nhá. Phải quan sát phía trước và phía sau. Khi mở cửa phải thật từ từ để tránh va chạm với xe đi cùng chiều đằng sau. Anh ơi, bảo vệ đằng sau kìa. Chị ơi, cháu ăn thịt phải bị hóc thế ạ? Con ơi, anh dùng liệu pháp Hemlick đi. Anh ôm từ phía sau của em bé. Anh dùng tay tìm vị trí của rốn, rồi ngón tay di chuyển 2 lần hướng lên trên. Một tay nắm lại, tay còn lại ôm lấy bàn tay nắm. Dùng sức ấn thật nhanh, thật mạnh vào bụng theo chiều hướng lên trên. Lộn ra rồi. Rồi, mẹ biết rồi, không sao. Sao lại chảy máu mũi thế này? Cháu làm cái gì đấy? Khi mình chảy máu mũi, chúng ta phải nghiêng về phía trước. Sau đó lấy hai ngón tay bịt lại lỗ mũi. Lúc nãy cô làm sai rồi ạ. Khi bị chảy máu mũi quá nhiều sẽ dẫn đến ngạt thở, nghiêm trọng hơn là tử vong đấy ạ. Mẹ ơi, con không chảy máu mũi nữa. Cảm ơn hai anh em nhá. Cô ơi, đây là những kiến thức sơ cứu cơ bản nhất mà mỗi chúng ta đều phải nắm rõ. Chú ơi, đây có phải áo nho chú làm rơi không ạ? Này em này vừa làm rơi ạ. Dạ, em xin lỗi, tại vừa nãy em không để ý em làm rơi ạ.
chú cảm ơn nhá, cháu về được rồi. Dạ không có gì ạ. À em ơi, bây giờ là mấy giờ hả em? Bây giờ 13 giờ anh ạ. Có gì đó không ổn. Tha cho tôi, tha cho tôi. Không sao rồi, ổn rồi. Tại sao cháu biết chú này không phải là chủ nhà? Cháu để ý thái độ của em ấy không thoải mái. Hơn nữa, còn ra hiệu 113. Cháu đã nhìn thấy hình tam giác, có ý nghĩa là ở nhà một mình, nên cháu đã báo công an luôn. Cháu còn nhỏ mà giỏi quá. Con mệt, chóng mặt quá. Sao đấy con trai? Mặt của em ấy đập nhanh, chán lại còn bị mướt mát mồ hôi nữa. Chắc là bị say nắng rồi ạ. Bố đã bảo bao nhiêu lần rồi, trời nắng nóng cứ ra ngoài chơi. Con uống hết cốc nước này là sẽ khỏi thôi. Đừng bố. Sao thế con? Uống quá nhiều nước trong một lần sẽ không tốt đâu ạ. Người ta bảo ấy là bị say nắng thì phải uống nhiều nước vào. Người bị say nắng không nên uống quá nhiều nước trong một lần, phải chia ra làm nhiều lần, mỗi lần uống một ít. Uống quá nhiều nước trong một lần sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây mất nước lượng muối trong cơ thể nữa ạ. Ờ thế à? Vậy uống từ từ từng ngụm một con nhé. Các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ chú ý, khi chúng ta bị say nắng, chúng ta không nên uống quá nhiều nước trong một lần, hay chia ra làm nhiều lần, mỗi lần uống một ít để tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa và mất nước nha. Hôm nay được nhận lương, anh vừa chuyển cho em rồi đấy, em đã nhận được chưa? Em nhận được rồi, nhưng mà tiền tiêu vặt tháng này của anh em giấu đi rồi, anh tự tìm đi nhá. Anh nhất định sẽ tìm ra. Anh chỉ có một cơ hội thôi đấy, cố gắng mà tìm. Tôm, không được nhắc bố đâu đấy. Vâng ạ. Con mà giúp bố tìm được tiền tiêu vặt tháng này, con thích gì bố cũng mua cho. Bố hứa nhá. Hứa. Mình cần phải có một vài ám hiệu bố ạ. Sờ lên tai nghĩa là đúng, sờ lên mũi nghĩa là sai và không hiểu. Bố nhớ chưa? Bố hiểu rồi, cứ thế mà làm nhá. À bố ơi, ngoài trời có mưa không ạ? Không, hôm nay không mưa con ạ. Mẹ ơi, 10 giờ con đã ăn cơm rồi, bây giờ con đói quá. Đâu, hôm nay 12 giờ mới ăn cơm cơ mà. 10 giờ, hướng 10 giờ là tủ hoặc sau bức tranh. Vậy là sai thế, chắc chắn là ở trong tủ. Tìm thấy rồi. Đây là tiền của ai? Mẹ về. Tôm ơi, mở cửa cho mẹ, mẹ về rồi đây. Đúng giọng mẹ rồi. Cũng đúng nhìn gõ cửa, hai mẹ con quy định với nhau. Có gì đó không đúng. Tôm ơi, mở cửa cho mẹ, mẹ về rồi đây. Mẹ về rồi. Này, con biết mật mã mở cửa của mẹ con mình là gì không? Dễ ợt. 324 đúng không mẹ? Đúng là con trai của mẹ, giỏi lắm. Tôm ơi, mở cửa cho mẹ, mẹ về rồi đây. Chú không phải là mẹ cháu, chú đang giả dạng mẹ cháu. Đây là giọng ghi âm.